បំណុលចំណាយឬក៏បំណុលខាតមានន័យថាបំណុលយកមករកស៊ីការប្រាក់ប្រមាណបាទបំណុលដែលអត់ចាំបាច់មានអីខ្លះបំណុលចំណាយឬក៏បំណុលខាតមានន័យថាបំណុលយកមករកស៊ីការប្រាក់ប្រមាណបាទបំណុលដែលអត់ចាំបាច់មានអីខ្លះព្យាយាមសងផ្ដាច់បំណុលដែលការប្រាក់ខ្ពស់បានកាន់តែលឿនកាន់តែល្អ và bộ chuông cầm chay anh chốt bay với rồi trăm với rồi miền lạc thiết ngày nắng bao ngày nắng và buổi nắng ấy đẹp vừa ấy vuông cổ tông tin được liền và tông tin có chia một khúc hề ranh thâu muối đẹp vừa ở dưới thẹn nóng nóng bị bắt hề ranh thâu này và chuôn cá miền pì chuôn cá đánh mau muốn cá prạ cuốc anh nó dừng khá tới chỉ là bong cái pì như thế anh nó mùi à, có tông tin ngóp cứ như thế xong cái anh nó về chuyện riêng mũi kinh nghiệm họ đây con tài nếu bây giờ tông tin ắt toàn ngóp hay dương nếu tài miên cái hậu tập miên phiệp luôn luôn chạm cao trong đó cày luôn bàn cao bà hay miên sửa nào ắt bàn cao nè bà hay ắt ai từ rô riêng này na bàn ắt đang đo na bàn này bà những cắt thôi bàn ha cùng đi chỗ cắt tam để giết cắt thôi hay ra một thôi đây vì ắt chạm bách ắt chậm nánh do lối do mò vì là do quỹ đạo cát quỹ đạo chi cam bàn trời và cả na dương quỹ ba nhà hát miền tây tháp bê và lia khu ba dương đo từ lưu ba nhà hát đo sai ba nhà trời bạn ở cả học bạn với riêng đọc pi này bờ mình miền đạo cát trời ba nhà trời và bờ mình miền sập hẹn cốt miền tây on miền sập hẹn mình cồn bờ mình chậm mấy miền đại hà chấm dương mưa này và pi nông tơi dương nông nông pô mua nát pô bô pô đó và chúng tôi là bên chủ miến chi chi giếm cả thói bộ chi giếm tới bộ bên chủ miến là ban trưởng